em là hiệp sĩ từ chương trình Ước Mơ Của Em. Cho em hỏi là bé Đài Trang ở đây phải không ạ? Dạ đúng ạ. À, Đài Trang đây hả? Chú. Ừ, chào con. Chú nhận được cái nhiệm vụ là thực hiện ước mơ cho con. Dạ. Nhưng mà cho chú hỏi là ước mơ của con là gì nè, con nói lại chú nghe coi. Dạ, con thích làm một bình hoa bằng gốm để tặng mẹ. Nhưng mà thí dụ sao không tặng làm mẹ cái chén bằng gốm, cái ấm trà bằng gốm hoặc là cái gì bằng gốm? Nhưng mà mẹ con thích cắm hoa mà, không lẽ cắm hoa vô chén. Vậy là bởi vì mẹ thích cắm hoa nên muốn làm bình hoa bằng gốm. Dạ. Cho mẹ. Ừ. Vậy rồi, chú biết rồi. Chú biết có chỗ bán mấy cái bình gốm đẹp lắm, chú dẫn con đi mua ha. Con đã bảo là tự làm xuống hơn mà. Con tự làm hả? Dạ. Nhưng mà ở thành phố kiếm đâu ra đất? Tôi là hiệp sĩ mà. À rồi 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 rồi. Chú biết có một chỗ ở Biên Hòa, cũng gần gần thành phố mình. Mẹ ơi, mẹ cho con đi ở Biên Hòa làm gốm nha, tặng mình hoa tặng mẹ. Con nghe lời chú và ngoan ha. Dạ. Mình đi hỏi mấy chú ở đây đi nha. Dạ. Chú ơi. Dạ anh à. Hôm nay con muốn đến đây để làm một bình hoa bằng gốm để tặng mẹ. Thì mẹ con rất là thích cắm hoa. Đây là đất sét. Là nguyên liệu này là mình đã xử lý rồi, đã nghiền rồi, nghiền cho nó nhuyễn rồi. Nên bây giờ mình có thể sử dụng nguyên liệu này để nắn thành cái bình. Con cứ lấy một phần đất đi. Cảm ơn chú. Rồi. Thầy dạ, con muốn làm bình cỡ nào nè, con muốn làm bình bự cỡ nào? Dạ, như đây. Như đây hả? Sao ta làm sao đây không biết được. Nâng lên. Số khó người ta sao sao mình nhớ đạn nặng mấy cái đất sét hay nhà sách dễ lắm mà. Sao không thấy làm được không? Dạ không, con không thể làm được. Ban đầu con nghĩ là tự tay làm thì chắc là con nghĩ là làm dễ hả? Dạ. Nhưng mà nãy chú chỉ là như vậy mà. Chú còn chỉ thiếu cái gì đâu ta? Chú kêu lấy cục đất nè. Lăn ra nè. Lăn bịp nè, sau đó cuốn nó lại để thành cái chậu. Một cái đế thì sao ta? Cái đế thì sao ta? Con có hoa tay không? Có, ba con nói con có 9 cái. 9 cái lận hả? Có 9 hoa tay là khéo tay lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà... chắc là sẽ làm được. Con đã sao rồi? Của con nó như cái tô luôn rồi. Ủa mà chú nhớ con nặng bình hoa mà. Chứ không phải nặng cái tô đâu. Mà con bị thất bại thì nó mới ra như cái chén. Nếu như con thành công thì nó đã ra bình hoa từ nãy giờ rồi. Con thấy chỗ này họ làm toàn là làm cái bự bự không à. Giờ mình kiếm chỗ nào mà họ làm cái nhỏ để họ mới có đủ cái dụng cụ, họ mới có người hướng dẫn. Giúp con đi. Còn chỗ nào họ làm được nè? Xem coi, chú chờ xíu. Chú tìm chút coi. Chú lại tra trên cái Google đó. Chú tra trên cái Google giấy của chú. Chú có người chỉ làm thủy tinh nè. Con đang làm gốm. Lỗi rồi, làm gốm. Xây nhà nè. Trộn xi măng nè. Ra rồi. Cái chú này sao chú gọi điện thoại không được chứ? Chắc chú đi ngủ mất tiêu rồi sao? Chắc là chú Hiến đang bận làm việc nó không nghe. Mình cứ đi, mình đi là mình biết à. Hân, cảm ơn chú. Giờ con tạm thời qua lời con khác. Con chào chú. Rồi. Cảm ơn anh nhiều. Bé thành công nha. Dạ. Chào anh. Ở đây nè, gần đâu đây nè. Dạ anh à. Anh chào chú. Em hiệp sĩ bên chương trình Ước Mơ Của Em. Bữa nay em có dẫn bé Trang tới. Bé Trang, con muốn có ước mơ gì nè? Dạ, con muốn làm một bình hoa bằng gốm để tặng mẹ.
Con đã đi một chỗ lò gốm rồi nhưng mà con đã thất bại ở đó. Chú có thể giúp con thực hiện hoàn thành tốt cái ước mơ của con được không? Chú sẽ hỗ trợ cho con. Cũng nhìn nhìn sao màu nó khác, cái đất sét màu đỏ đỏ. Dạ. À đúng rồi, đây là đất sét trắng. Xong mình lấy đất rồi giờ mình này dùng phương pháp mình nhồi. Nhồi y như là nhồi bột bánh á chú, thì mình nhồi là mình cảm nhận cái đất nó không còn dính vô tay nữa. Là lúc đó đất nó chín nè. Ủa sao tự nhiên nó đi lên vậy? Con thấy tay của chú nó vẫn đứng yên bình thường. Cái tay này trong màn của chú, thực tế ra chú không có đụng gì hết. Chú chỉ giữ cho nó có cái khoảng cách để chú canh là cái khoảng đất nó dày mỏng bao nhiêu nhá. Dạ. Như vậy đúng không? Dạ. Thì sau tự động chú lên đều hai tay, cái đất tự động nó lên. Đâu thử thôi, con thử coi làm nổi không? Xoáy vô tâm. Đúng rồi, nhấn, đúng rồi. Kéo lên. Nhồi. Chưa. Chú tự dưng cái nó đổ và sao từ nửa chừng nó đổ xuống. So với bình đầu tiên của con thì đẹp hơn nhiều luôn á chứ. Dạ, cái bình đầu tiên của con giờ con thấy là một tai hại nghệ thuật. Bình này con thấy sao? Dạ đẹp. Vui không? Dạ vui. Mà xong chưa? Dạ chưa. Ủa còn nữa hả? Con định làm gì nữa? Cô ơi, bây giờ là con làm xong được cái lọ hoa, bây giờ cô giúp con khắc hoa vàng lần này. Ờ, cô ok. Đây, mình mẫu lên trước rồi sau đó mình mới khắc lên à? Dạ đúng rồi anh, tại vì do dù gì chăng nữa thì mình cũng phải vẽ phác thảo trước. Như bông hoa của con đang vẽ đi như này đúng không? Ừ. Rồi con kéo một đường như này. Ủa thế làm sao mà con thích học gốm vậy, làm gốm vậy? Dạ tại vì mẹ con là thích cắm hoa, cho nên là nếu như tự làm thì con nghĩ là hay làm bằng gốm. Ừ, món quà của con ấn tượng quá. Con cảm ơn cô. Ừ, không có gì. Con có thể gửi sản phẩm của con ở đây vào nung được không cô? Được con. Rồi hai bữa sau con ghé lại lấy nha. Dạ, con cảm ơn cô. Chú Hiến ơi. Dạ, chào chú Hiến ạ. Anh chào chú Hiến. À, chú nhớ rồi. Đây, cái bình của con làm hôm bữa đây. Dạ. Đẹp không? Rồi. Bởi vì hồi bé như cháu, chú cũng đã có những ước mơ như vậy rồi. Thích nghịch đất, thích nặng những con vật nhỏ nhỏ như xí để chơi cùng với đám bạn. Không? Cho tới giờ luôn, giờ chú vẫn nghịch đất, vẫn làm với nó, vẫn chơi với nó. Dạ, con chúc chú sự nghiệp sẽ thành công hơn và có thể tạo ra những món đồ thật đẹp hơn nữa. Ồ, chúc con nhiều sức khỏe và nhiều ước mơ tốt đẹp. Mẹ ơi. Ơi, xin chào. Trời. Mẹ ơi, con mới đi nhận thành phẩm của con về, bây giờ con tặng mẹ nè. Ôi trời ơi. Có phải thiệt là con làm không? Dạ con làm đó mẹ. Ồ. Mẹ không tin đó. Chữ của con nè. Mẹ đùa thôi, chứ mẹ nhận ra rồi, mẹ nhận ra chữ của con rồi. Con gái giỏi lắm. Cảm ơn con gái.